Hello cả nhà ơi, có ai la chưa? Chưa đi nữa kìa. Cindy nè. Hello kìa, hello. Cindy nè. Cherry, Cindy đâu, Cindy đâu? Đi chào các cô chú đi. Chào chú. Chào cô chú. Radio nè. Cô chào các cô chú. Hải nè. Xin chào tất cả mọi người. Con thích chào mấy cô chú lắm á. Vậy hả? Mới có chuyện cái môn nó bị. Hôm nay nhà nhà hàng sẽ có một cái chương trình rất là đặc biệt dành cho các bạn nhỏ, đó là tự làm thiệp Tết. Rồi từ từ mình mới bật mí từ từ, nhưng mà đợi mọi người lên đủ rồi thì mình sẽ hướng dẫn các cô chú sẽ cùng làm thiệp Tết với mình nha. Chào quế chân soda. Con cô chào con nha Thanh Thảo. Cả nhà ơi, không biết là cả nhà đã chuẩn bị Tết hay chưa, không biết là Tết là mọi người sẽ làm gì ha. Giống như nhà Hà thì Tết chắc chắn một điều là sẽ về quê thăm bà nội nè, tại vì bà ngoại thì đã ở chung với lại Hà rồi. Còn bà nội thì ở dưới quê, ở dưới Mỹ Tho hay về thăm á. Thì Tết thì chắc chắn là sẽ ở nhà thì phải dọn về nhà. Quậy quá trời luôn mấy ông. Hello Hân Hồng, chị thấy em rồi. Đó thì Tết thì sẽ chắc chắn là về quê rồi. Thì không biết là Tết này Rio về Rio sẽ tặng bà nội gì? Con không biết nữa. À, cho đi Tết này con tặng bà nội gì? Không biết. Gì? Gì nó to lên, nó to lên. Bị đòn á. Mẹ chỉ cho tụi con là tụi con chỉ về, tụi con chỉ cần ôm bà nội thôi là bà nội sẽ vui rồi, đúng không? Ôm hung bà nội một cái là bà nội vui rồi, đúng không? Con dám hôn, con dám ôm đâu, con không muốn, con không muốn, con muốn. Ôi trời ơi, con không muốn, con không muốn, con không muốn. Không dám, cho đi lần nào về cũng ôm bà nội mà, đúng không? Đúng. Bà nhìn nè. Đó, con không muốn hôn. Bởi vậy mới nói đó, mấy bạn nhỏ này nè, lần nào về quê là cũng ôm bà nội. Ôm bà nội mà chỉ cần một tháng là đã quên rồi. Thì không biết cả nhà mình á là bao lâu rồi chưa ôm người thân của mình. Cả nhà mình là cho Hà hỏi là bao lâu rồi các bạn không, ví dụ ôm con của mình thì nó rất là dễ rồi, tất nhiên em bé thì dễ rồi, nhưng mà bao lâu rồi bạn không ôm ba của mình, hoặc là mẹ của mình, hoặc là anh chị em? Cái này khó lắm. Cái này khó à? Sao? Đúng rồi, ý kiến của bạn Hải thì sao? Tại vì có một không phải một số người nữa, mà mình nghĩ là rất là nhiều người sẽ rất là ngại khi làm cái điều đó. Ngay cả bản thân Hải cũng vậy, là ví dụ như hồi nhỏ thì có thể là ôm người thân ba mẹ mình, nhưng mà lớn thì ngại. Một anh chàng nhảy xong rồi thì hả, thì bây giờ nói chung là lớn rồi thì ôm thì rất là có cảm giác rất là mắc cỡ, không dám làm điều đó. Thật sự là bây giờ chỉ có ôm con của mình thôi, còn ôm những người lớn hơn thì lại rất là sợ. Thế không biết là các bạn có ai giống Lý Hải không? Rồi hồi cái tuổi thơ thì nhưng mà Tết thì chuẩn bị Tết sắp đến rồi thì Lê Hải nghĩ là chắc sẽ là một cái dịp cho mình dễ thổ lộ tình cảm đó nhất. Rồi ở nhà tới mấy bạn lắm, bạn này mà quậy là bạn kia bắt chước quậy theo. Hello, sorry cả nhà, có sự cố một tí xíu là bạn Rio bạn nhảy quá, xong rồi bạn bị giờ gãy một cái móng chân, bây giờ đang phải đưa lên trên nhà để xử lý. Rồi để phải xử cho như thế nào nhé. Thì đang nói đến chứ dù ôm thì Hà muốn là để khuyến khích mọi người hãy có động lực để mà ôm những thành viên trong gia đình mình, thì các bạn hãy comment ở dưới đây, ở dưới cái live stream này, một người thân trong gia đình mà bạn muốn ôm nhất.
chẳng hạn như là mẹ của bạn, hoặc là ba của bạn, hoặc là một người nào đó mà bạn cảm thấy là muốn ôm nhất, hoặc là lâu rồi mình không gửi trao cho họ một cái ôm nào hết, thì bạn comment dưới livestream này và Hà sẽ chọn một bạn may mắn. Hà sẽ tự làm một cái tấm thiệp có hình của Hà và của bạn để gửi tặng bạn làm kỷ niệm nha. Rồi bây giờ đến một cái tiết mục quan trọng mà đã hết rồi, thành viên trong gia đình mình đã hết trơn rồi. Bây giờ mình sẽ đến một cái tiết mục quan trọng, đó là thật ra là để mà trao được cái ôm với nhau á, thì mình phải gặp nhau thì mình mới trao được. Thì nhưng mà Hà có một cái cách mới, Hà mới phát hiện ra, đó là mình có thể trao một cái ôm mà gián tiếp. Tức là mình có thể làm một cái thiệp và trong đó có hình của mình và thành viên trong gia đình mà mình muốn trao ôm, và mình sẽ gửi cho họ, cho ba mẹ mình, hoặc là cho các bé gửi cho ông bà. Thì mình có thể làm được chỉ bằng một cái điện thoại smartphone, hoặc là nếu bạn nào có iPad thì dùng iPad cũng được, có iPhone hoặc là có điện thoại dùng phần mềm Android thì vẫn làm được. Thì bây giờ Hà hướng dẫn cho các bạn nha. Đúng rồi, các bạn comment đúng rồi đó. Bạn Xuân Thảo đang comment là em uống ôm mẹ em nhất nè. Đó, thì mọi người nhớ nha, trong lúc coi livestream thì đừng có quên là hãy comment cái người thân, người tên. Không cần comment tên, chỉ cần comment là người thân nào bạn muốn ôm nhất, để Hà có thể trao một món quà kỷ niệm của Hà đến cho mọi người. Và mọi người cũng có động lực hơn để mà nói ra cái điều mà mình muốn làm. Và từ đó, từ lời nói dẫn đến hành động ha. Ok, rồi đợi một chút xíu, bây giờ Hà sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình làm một cái thiệp trao ôm và mình gửi đến người thân mình chúc Tết nha. Sorry mọi người, để Hà đi lấy đồ, Hà chuẩn bị nha. Sorry cả nhà, tại vì mình làm cái thiệp này thì mình đang kiếm một cái phụ tá, mà bây giờ mấy bạn phụ tá chạy lên coi tình hình bạn Rio như thế nào hết trơn rồi. Cho nên thôi mình cứ bắt đầu đi, xong rồi một hồi đến cái màn mà chụp hình á, màn mà cần hình ảnh thì mình sẽ gọi xuống phụ. sorry cả nhà nha. Đây, để mình gác cái điện thoại cái. Rồi. Đầu tiên mà để làm một cái thiệp trao ôm chúc Tết á, thì các bạn cần phải tải một cái app về, và cái app này có tên là Clip 3. Bạn Hữu Trung ơi, anh Lý Hải chạy lên lầu xin anh Chính Lý Hải xuống liền nha. Đây, Hà sẽ hướng dẫn cho mọi người. Đây là cái phần mềm Clip 3 mà Hà đã tải sẵn trên điện thoại. Đây là cái phần mềm tiếp 3 mà đã tải thẳng lên điện thoại nha. Thì cái phần mềm, cái app Flip 3 này nè, các bạn có thể tải bằng cách là vô App Store, hoặc là bạn, phần mềm này là phần mềm free thôi, bạn chỉ cần là vô trong phần tìm kiếm. Đây, ví dụ như là bạn vô trong cái trang cái App Store, nếu mà bạn xài iPhone hoặc iPad, còn nếu mà ai mà xài Android thì chỉ cần vô trong CH Play á, là cái cửa hàng mà ứng dụng á, của điện thoại, thì mình có thể là download về. Đó, mình đánh cái tên. Đó, mình đánh kiểu Flip là nó đã hiện ra nè. Đó, Flip 3. Đây. Đó, mình chỉ cần click vô và mình nhấn tải về. Nhưng mà Hà thì Hà đã tải về rồi, cho nên là Hà chỉ cần nhấn open. Đó, cái ứng dụng này thì trên điện thoại của Hà thì nó sẽ, trên iPad của Hà sẽ có hình như vậy đó. Mình chỉ cần nhấn vào. Và sau đó thì mình sẽ Sunny, để đây.
Và sau đó thì mình sẽ dùng một cái chai comfort. Thì comfort thì các bạn có thể mua ở các bạn có thể mua comfort ở cửa hàng nào cũng được hết. Tại vì nhà hàng thì có sẵn, lúc nào cũng có sẵn comfort. Thì cái ứng dụng này nó rất là hay. Ngoài cái việc là mình có thể làm thiệp chúc Tết thì mình còn có thể cho các bé nghe rất là nhiều điệu nhạc Tết. Thì tùy theo mỗi một cái màu chai comfort này thì mình sẽ có một cái giai điệu Tết khác nhau. Thì bấm như bây giờ Hà sẽ làm thử nha. Đây. Chờ một tí xíu. Đó. Xong. Đợi Hà scan chút xíu nha. À, sao này đang hát hả con? Đó. Khi mà mình chỉ cần scan cái chai combo là mình sẽ có một cái bài hát hiện ra. Thì hát combo chúc bạn ngày xuân thơm mát nước đây, ôm đầy lạc quan Tết này. Mời bạn tiếp tục khám phá lộc xuân. Thì ngoài cái việc là dùng cái ứng dụng này để chúc Tết thì mình cũng có thể cho các con nghe những cái bài nhạc Tết trong này. Thì mỗi một cái màu, một cái chai comfort khác nhau thì sẽ có một cái bài hát Tết khác nhau. Rồi, sau đó thì mình bắt đầu làm thiệp. Ô, Cindy biết luôn. Cái thiệp này rất là dễ làm. Các bé thì cũng có thể làm được luôn nha. Đó, thì bắt đầu bây giờ vô trong này. Cindy ơi, con chọn đi, con thích chọn hình nào nè. Cái hình này là cái hình hồi nãy Rio và Cherry làm thử. Đó. Thì ở đây mình có rất là nhiều chủ đề. Đấy, từ từ để mẹ cho làm. Ở đây mình có rất là nhiều chủ đề để mình có thể chọn. Chủ đề đầu tiên là chủ đề ơm an lành. Là có hình là ba mẹ và một đứa bé gái. Chủ đề thứ hai là có hình hai bạn gái với nhau. Mà hồi nãy Rio không biết, Rio lỡ chụp hình mặt Rio vô. Cái thứ ba là hình một nam và hai nữ. Cái thứ tư là hình hai bạn trai với nhau. Và cái thứ ba cái này là hình một bạn gái và một bạn trai. Hồi nãy Rio đòi là sẽ bế mẹ Hà, cho nên đây là hình mẹ Hà và hình Rio nè. Hồi nãy làm thử cho các bé tự làm đó, là Rio bế mẹ Hà. Cái này là hình này chắc là của 20 năm nữa. Của 20 năm nữa thì Rio và mẹ Hà sẽ giống như vậy. Là Rio sẽ có thể bế mẹ Hà, Rio nó có cao to rồi bằng mẹ Hà luôn. Rất là dễ thương, rất là vui luôn. Hả? Thì đó, bây giờ mẹ Hà sẽ chọn. Bây giờ có Cindy nè, ba Hải và mẹ Hà. Thì Hà sẽ chọn cái tấm thiệp là chủ đề ôm an lành nha. Và Hà làm thử cho cả nhà nghe coi nha. Đầu tiên rất là dễ. Mình chỉ cần lướt vô cái mặt. Rồi, chụp cái mặt Cindy trước. Cindy chụp kìa. Từ từ thôi. Đó, là cười đi các. Cười. Đó, Cindy đã cười nha. Giỏi quá. Được cái mặt Cindy đầu tiên. Đó, cái mặt Cindy vô đây rồi. Sau đó là đến mặt của ba Hải. Nè, ba Hải selfie nè. Ba Hải selfie đây. Đi. Hải tự selfie đi. Hải đủ selfie sáng cho đăng góc mà đủ sáng hả? Đó. Okay. Anh chọn rồi, anh chụp gì? Đó. Vậy là nhấn rồi đúng không? Anh nhấn thôi. Xong, anh nhấn vô cái đó luôn. Nhấn vô luôn hả? Nhấn vô luôn. Để mình coi, mình chỉnh cái mặt mình có vừa chưa? Chưa có vừa lắm. Chưa có vừa lắm thì mình sẽ không có cần. Cận lên anh có thể chỉnh như thế này. Ok, đó. Rồi chụp lại đi ha. Không cần chụp lại, đã vừa rồi đó anh. Ok rồi. Chỉnh qua đây tí xíu. Đó, là mặt của ba Hải. Ủa, bất cứ quá. Thật là ngộ nghĩnh. Bây giờ đến mẹ Hà. Lẹ hả? Đến Hà. Giờ tới mẹ Hà. Đến Hà đây. Đến Hà tự sướng nha. Xích chưa cái mặt. Xong để cái mặt mình vô. Cherry làm không? Chút nữa Cherry làm tấm sau để mẹ Hà trước. Thôi mẹ Hà làm trước. Rồi Cherry luôn, vô Cherry luôn. Dành nhau hả? Dành nhau rồi. Rồi rồi từ từ. Ý, sao chỉ dính cái mặt của Cindy rồi? Lại. Lại nha. Cindy làm rồi hả? Bây giờ để sao Cherry phải chua cái mỏ như vậy? Em thích tạo kiểu chu mỏ mà. Rồi, xích cái mặt qua tí xíu. Đó. Cái mặt bự lên. Xích qua tí xíu. Đó.
Đây là hình bạn Cherry chắc là 18 năm nữa. 18 năm nữa đó. À, Lê Huyền ơi, em tải cái app tên là Flip 3 nha. Để chút nữa chị sẽ để link lên trên caption cho mọi người dễ làm. Xong tiếp tục, mình tiếp tục là mình từ từ. Mình có thể chèn sticker nè. Mình có thể chèn, ở đây có những cái câu chúc Tết rất là vui để mình chèn vô trong thiệp nha. Có những cái câu chúc Tết rất là vui. À, Tết đến tiền vào thân phức, ôm nhau càng thêm sung sức. Câu này cũng hay nè. Rồi câu thứ hai là Tết đến lộc đến, ôm trao thương mến. Câu thứ ba, ôm chúc tân niên vạn sự bình yên. Sao con? À con muốn ngồi lên với mẹ đúng không? Rồi câu thứ tư là năm mới mạnh khỏe, ôm trao vui vẻ. Á à, chưa, để mẹ coi coi. Và câu thứ năm là năm mới hoan hỷ, tiền vào bạc tỷ, ôm cười hi hi. Ê câu này Hà thích. Rồi cho câu này vô. Ý thôi thôi. Sao che xanh này bấm lung tung quá à. Từ từ bà mẹ bỏ cái này ra. Ok, cái câu này là câu của Cindy chứ không phải câu của mẹ. Mẹ mẹ thích câu này. Rồi, đó, mình để lên đây. Và mình có thể chèn thêm hoa mai và hoa đào cho nó có không khí Tết nè cả nhà. Đó. Đây. Xong. Là tiếp tục. Tiếp tục. Là mình có thể chọn chia sẻ lên Facebook. Hoặc là mình xây cái tấm hình này về. Và sau đó mình sẽ mình xây cái tấm hình này về. Và sau đó mình có thể gửi cho người thân của mình. Đây, đây là cái tấm hình mà Hà vừa mới làm xong. Thì mình có thể gửi bà qua email nè. Mình có thể gửi qua điện thoại nè. Mình có thể gửi qua ứng dụng Zalo hay Viber. Đều không tốn tiền. Mình gửi cho mình thì chắc chắn mọi người sẽ rất là vui. Tại vì chưa, nếu mà ai đi xa nhà và chưa có về nhà được á, thì cũng có thể gửi cái tấm hình này. Thì người thân của mình sẽ thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì không ngờ là vẫn nhớ đến, nhất là những người thân mà lâu ngày không có gặp. Chẳng hạn giống như là thậm chí là anh em họ, anh chị họ hay cô bác chú gì mà nhận được một cái tấm hình mà với mình như vậy thì chắc chắn sẽ rất là vui rồi. Thì cả nhà ơi, coi livestream thì nhớ là hãy comment cái người thân mà mình muốn ôm để Hà có thể chọn một cái bạn may mắn để Hà gửi một cái quà kỷ niệm của Hà, là hình hình của Hà và bạn để chúc Tết nha. Còn ngoài ra thì nếu mà bạn nào có làm những cái thiệp như vậy nè, thì các bạn có thể post cái tấm hình của mình lên trên fanpage của Công Khoa Việt Nam á, thì sẽ có những cái phần quà rất là dễ thương, là bốn cái gối rất là đáng yêu, và sẽ bạn nào có một cái tấm hình dễ thương nhất thì sẽ được chọn ở trên fanpage của Công Khoa. Thì Tết mà mình cứ tham gia những cái trò chơi mini game, biết đâu mình gặp may mắn thì cũng là may mắn trong dịp đầu năm mới, đúng không các bạn? Đó, thì hồi nãy có bạn đã hỏi, tại vì vô livestream trễ cho nên là hỏi Hà đau ép nào vậy chị. Đây, chị cho chị hướng dẫn lại nè. Em đau cái play ép có tên là Flip 3 nè. Đó, cái màu cam cam có chữ B. Nhấn vô cái clip này, cái ép này đó, là mình có thể làm theo hướng dẫn ở trong ép rất là dễ. Rồi, và nãy thí dụ như mà mình muốn làm một cái tấm thiệp khác á, thì mình chỉ cần làm lại thôi. Và ngoài ra là mình sẽ có những cái bài hát rất là vui nhộn ở trong trong cái app này khi mà mình scan cái chai comfort. Các bạn chỉ cần scan 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 comfort, hình như là để lệch hay sao á. Sao nãy hồi nãy scan được. Đây. Đó. Mình phải để cái chai. Mình phải để cái dây comfort vô trong màn hình, vô trong lọc, trong cái khung hình nha mấy bạn. Hồi nãy là để xa quá cho nên là không có scan được. Thì khi mình để, mình nhớ để gần á. Mình để cái chữ comfort mà nó gần cho màn hình thì sẽ scan được. Đó. Rồi xong. Coi bài hát xong là bắt đầu rất là dễ. Vô đây là có thể làm rất là dễ dàng. Rồi chơi đi xem này ơi, có ai muốn làm lại không? Mẹ cho làm nè. Đó. Thì hiện sau khi mà bài hát xong thì mình sẽ có cái này và mình đích vô rồi mình làm thiệp thôi. Đó, nãy giờ nhà Hà làm được mấy tấm rồi nè. Đó. Cái này là Rio với mẹ Hà nha, chứ không phải là bà Hải với mẹ Hà đâu.
Dạ, cho em đọc comment của mọi người xíu. Hồi nãy giờ thì ba Hải quay về thì ép tên là tiếp bo ha. Để chút nữa Hà sẽ để cái đường link của cái ép này lên trên status luôn, để các bạn có thể vào để làm cái thiệp chúc Tết và gửi cho người thân. Nhớ là mình thật ra là đôi khi những cái hành động rất là nhỏ nhặt nhưng mà sẽ mang lại cái niềm vui cho những người thân trong gia đình mình. Và ngoài ra thì nó rất là đơn, những cái hành động rất là đơn giản này cũng làm cho tình cảm trong gia đình sẽ gắn kết hơn đó cả nhà. Cho nên là nó hoàn toàn là không có tốn tiền, chỉ làm hơi mất công mình làm tí xíu mà rất là nhanh thôi, nên các bạn đừng có lười biếng nha. Rồi, cả nhà ơi, nhớ là hãy comment người mà mình muốn ôm nhất trong gia đình và Hà sẽ chọn một bạn may mắn để tặng quà nha. À, bạn Nguyễn Nga ơi, ứng dụng tên là Flip 3 thì chút nữa Hà sẽ để cái link của ứng dụng lên trên cái status để mọi người ai cũng có thể làm nhé. Và Hà chúc là mọi người sẽ có những cái ngày chuẩn bị cho Tết thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc nha. Hello. Rồi hello Tony, Dương Bảo Anh vừa mới online, đạo diễn hành động phim Lật Mặt vừa mới online coi livestream này luôn. Hi, chào Tiền Chân Ngắn. Bạn Bảo Nhi ôm mẹ nè. Mọi người ơi, mọi người cứ comment vào đi rồi Hà sẽ comment cái người mà mình muốn yêu thương, muốn ôm, muốn gửi cái ôm của mình tới nha, để Hà có thể chọn một cái bạn để Hà tặng làm kỷ niệm. À, bà Hải làm được rồi nè. Cái bài hát này, bài hát khác mới làm thử. Bà Hải cũng thích, mới làm thử. Con voi chúc bạn ngày xuân thơm mát nhất đấy. Ông đây là quan cách này. Ép tên là Tiếp Ba nha. Thôi bây giờ Hà chúc cả nhà sẽ cảm thấy vui vẻ khi mà làm thử cái thiệp chúc Tết này nha. Còn bạn nào mà làm xong rồi á, thì các bạn lên trên fanpage của Con Voi Việt Nam á, thì cũng đang có chương trình là gửi cái đăng cái thiệp của mình lên, và bạn nào mà làm được cái thiệp đẹp á, thì sẽ được chọn để tặng quà, đó là bốn chiếc gối rất là dễ thương và đáng yêu đó. Thì Tết mà cái này giống như là một cái hành động để mà mình nói với người thân, thay lời muốn nói với người thân của mình, đó, một cái lời chúc Tết có sẵn trên một tấm thiệp luôn. Rồi, còn ai còn hỏi gì nữa không? Có, Mami ơi, chị có thấy comment của em. Hello mọi người nha. Rồi, hai ba con này mê quá rồi. Hai ba con này ghiền ngồi cái ép này luôn rồi. Ngồi coi cái ép này hoài luôn rồi. Bạn Jerry là vẫn có chưa có chịu, cho nên bây giờ đang muốn là tự làm. Thôi bây giờ nhà Hà cũng đang chuẩn bị dẫn các bé đi siêu thị đây, cho nên là thôi bye bye cả nhà nha. Hà sẽ ghi cái link của cái app này để mọi người có thể tải về ở trên status. Chúc mọi người có xem livestream thì vào đọc status của Hà để click vào link và có thể đào app về làm việc chúc Tết nha. Rồi bye bye cả nhà nha. Hải ơi, bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Chơi đi mê quá rồi, chơi đi. Bye bye cô chú. Mời bạn tiếp tục khám phá. Bye bye. Bye bye cô, bye bye chú. Bye bye cả nhà.